Không hiểu tại sao nó rớt nha, không hiểu tại sao nó rớt. Chắc bạn các bạn vô lại thôi chứ tôi cũng không biết tại sao. Không hiểu tại sao mà nó rớt mạng. Thì giờ các bạn vô lại thôi chứ còn chứ tôi cũng biết tại sao. Tại sao nó rớt cái bụp một cái luôn á. Chắc là để tôi chuyển qua 3G coi sao nha. Tôi thử chuyển qua 3G coi. Tại vì rồi ha. Chắc là 4G thì nó mạnh hơn, tại vì 4G tôi lúc nào tôi cũng đóng tiền dư đó. Thì cũng xin nhắc lại ha, cảm ơn tất cả mọi người nha. Về vấn đề mà lo về vật chất rồi tinh thần gì đó chứ tôi thì cũng không thiếu gì, tại vì tôi làm biếng thôi, tôi không có đi mua được. Thì cái đồ này là do người ta tặng nha. Rồi mấy cái mà thức ăn rồi ta gửi nhiều lắm. Rồi mấy đứa học trò rồi mấy đứa nhân viên nó cũng gửi, nó sợ mình đói. Chứ tôi thì không ăn nhiều. Thứ hai là có một số người á, thì cảm thấy rất là khó chịu khi là khi tôi nói một số anti vaccine á, người ta vô người ta nói những cái câu mà nó hơi không không bằng lòng. Thì tôi nói các bạn cũng đừng có trả lời mấy người làm gì ha. Tại vì tôi phân tích tôi thấy người nào mà có thiện ý muốn họ muốn hiểu thêm á, thì tôi sẽ cố gắng trả lời. Còn cái người mà bắt trợn thì mình chỉ cần đá họ ra thôi. Tại vì tôi quan niệm là không có cái người mà nào mà không ghét một cách sĩ khanh, mà không có ai ghét một cách sĩ khanh mới là lạ đó. Tại vì tôi nói đau đầu lắm, tôi nói chuyện đau đầu lắm. Tại vì khi mà tôi không đồng ý cái gì đó tôi cãi cho tới, và tôi không thích cái gì mà nó ảnh hưởng tới cộng đồng nhiều, dù là cái người đó mới hôm qua tôi nói chuyện đàng hoàng à, nhưng mà khi có chuyện là tôi vẫn nói như thường. Tại vì tôi không có thích cái gì nó nhập nhằng nha. Và đặc biệt là tôi không gì tôi nói cho tôi á, tôi chỉ có làm cho tôi thôi chứ tôi không nói nha. Cho nên các bạn thấy cái việc đó đó thấy cái việc đó thì các bạn cứ kệ để mồ đó, hoặc là các bạn cứ nhắc tôi, tại tôi không có thời giờ để tôi coi. Mà nhắc ở cái người này nói hơi hơi cái gì nè thì tôi sẽ đẩy người đó ra khỏi cái trang đó. Mà tôi cũng khó hơn nữa là ai mà đồng ý với ý kiến đó là tôi cũng đẩy ra luôn, tôi không cho vô trang nữa. Tại vì tôi cũng không thích nghe cái đó. Tại vì cuộc chơi thì người ta mình thích ta thì mình đuổi người ta ra thôi, có gì đâu nha. Bây giờ tôi sẽ nói về vấn đề stress stress và hậu hậu Covid ha, coi cái hướng giải quyết mình như thế nào. Có thể là lần đầu tiên mà tôi phải đọc sách để tôi trả lời cho các bạn á, chứ còn bình thường là tôi đọc sách trước lâu rồi. Cái thứ hai là nhiều khi á người ta thấy là tôi trả lời rất là nhanh. À, ngay cả mà các bạn ở trong đài truyền hình đó, hay là đài phát thanh hay là nhà báo gì đó hỏi tôi, chứ nó đừng đừng gửi gửi câu hỏi gì đó, đừng gửi kịch bản hỏi gì, tôi nói cái đó là bởi vì tôi bị hỏi quá nhiều, tôi bị hỏi rất là nhiều. À, sau khi mà mở cái trang hỏi bác sĩ Nhi Đồng ra rồi những cái trang này tôi bị hỏi rất là nhiều. Thành ra các bạn chỉ cần hơi nói là tôi biết trong đầu các bạn có thể thắc mắc cái gì, và tôi sẽ gãi đúng cái chỗ ngứa đó là nó giải tỏa được thôi. À, bây giờ mình qua câu chuyện về stress stress và cái Covid. Tôi không hiểu tại sao mà cái dịch bệnh này đó nó không phải là quá ghê gớm đâu, nhưng mà rất là nhiều người stress. Có lẽ là về truyền thông, có lẽ là cái lỗi đó là lỗi truyền thông. Tôi nhớ hồi H1N1 nó bệnh cũng rất là nhiều, cũng có người chết, cũng có người rất là nặng, nhưng mà không, người ta không có ghê gớm như thế này. Này có lẽ là truyền thông. Truyền thông nó làm cho cái suy nghĩ của mình đó, nó quá sức là mệt mỏi. Quá sức là mệt mỏi. Thì các bạn có sẽ stress lúc nào? Stress mọi giai đoạn, rất là lạ, mọi giai đoạn. Trước khi có bệnh ở Việt Nam, nghĩa là mới có bệnh ở vùng nào đó, các bạn cũng stress về đường lây. Đúng không? Các bạn tìm tòi đủ thứ hết. Nghe cái gì lây mới, nghe cái gì biến chủng, sợ hãi một cách vô cùng. À, bây giờ mà ngồi ở đây các bạn lại sợ cái chủng MU gì đó, trong khi ta nói rất là nhiều lần là cái việc lây trong không khí không có gì là không có. Tới cái con Delta là số 1 rồi, các bạn lại nghĩ tới cái con Lambda, rồi bắt đầu Lambda lâu rồi nó không cho nói, nó bây giờ lý con MU, nó MU đâu nói gì đâu. À, như là các bạn sợ, quá sợ về cái đường lây. Cái lúc mà nó ở đâu xa các bạn sợ kiểu khác, cái lúc mà ở tỉnh nào khác bị các bạn lại sợ kiểu khác, cái lúc mà cái hàng xóm của mình bị lại sợ kiểu khác.
Tôi không hiểu được là tại sao. Bởi vì cái nguyên tắc phòng ngừa của nó rất là giống nhau. Nó có thể nói là các bạn sợ lây y chang như hồi HIV. Rất là sợ. Trong khi nguyên tắc là nó đường lây nó chỉ có như vậy thôi. Qua cái miệng và cho cái bàn tay mình thôi. Thì tại sao mình phải suy diễn đi xa làm gì? Đi xa làm gì? Mà mình lại sợ. Nha. Cái thứ hai là sắp bệnh. Các bạn cũng rất là sợ. Tôi không hiểu được. Rất là sợ. Có nghĩa là mình được đi siêu xét nghiệm. Nghĩa là chung quanh kế bên nhà mình có một người bị. Rồi trong nhà mình có một người bị. Hàng xóm của mình có một người bị. Rồi cơ quan mình có một người bị. Tức là mình F1 á. Mình rất là sợ. Tôi cũng không hiểu được. Nhưng cái đó cũng có thể là do truyền thông, mà cũng có thể cho một cái hệ thống người ta hồi xưa người ta tách ra, người ta vây, người ta nhốt sau đó thì làm cho người F1 cũng rất là sợ, và nó sợ tới bây giờ luôn, sợ tới bây giờ luôn. Tôi không hiểu được đó, không hiểu được đó. Rồi sau đó xét nghiệm âm tính xong các bạn cũng rất là sợ. Tôi không hiểu được. Âm thì kệ nó, mà dương cũng kệ nó, cần thì làm lại. Tại sao mình quá lo lắng như vậy? Tại sao mình quá lo lắng như vậy đó. Rồi bắt đầu bệnh, nếu không xét nghiệm thì thôi nha. Có một số người không xét nghiệm thì phơi phới, có một số người không xét nghiệm nhưng mà cứ nghĩ là mình bệnh, mà cứ nghĩ bệnh mà xét nghiệm âm là mình cứ cứ tiếp tục đó. Cái này chắc xét nghiệm nó bị sao, chắc là bệnh bệnh rồi, chắc là bệnh rồi. Trong khi mình phải lúc đó đó, mình có hay không có xét nghiệm là mình phải lắng nghe cơ thể của mình. Nó mệt là mình phải biết, đúng không? Chứ còn nó ho thì kệ mồ nó hơi đau đầu thì kệ mồ nó. Đó, nó mệt thì mình phải biết chứ, tại sao mà mình không biết được? Đó, trong khi mình chưa có xét nghiệm, trong khi mình không có lấy ai, trong khi mình chỉ tình cờ đi qua một khu vực nào đó thôi. Tôi không hiểu tại sao các bạn stress, tôi chưa hiểu được nha. Đó, rồi ngay cả bây giờ diễn tiến của mình đang êm xuôi như vậy, đang êm xuôi như vậy, đùng một cái mình thấy cái CT nó hơi thấp, mình lại tưởng tượng ra, mình lại tưởng tượng ra. Trong khi chúng ta biết rất là nhiều rồi là gì? Là gì? Với cái chủng Delta này nè, hồi trước á, thì cái CT của nó càng thấp á, thì nó có thể bệnh nặng thiệt. Nhưng mà bây giờ với cái chủng Delta này nó chỉ có một giá trị là nó lây thôi. Vậy rất là dữ. Sau này các bạn thấy là dưới 20 nhiều lắm. Hồi xưa kiếm một ca trên 20, kiếm ca dưới 20 khó, bây giờ nhiều lắm. Ngay cả chích ngừa rồi nó cũng nhiều. À, cho nên nó chỉ có giá trị đường lây thôi. À, cho nên các bạn đừng có thấy cái đó xong các bạn lại xỉu luôn. À, là lại mình so sánh tại sao mình dưới 20 mà mình không có triệu chứng gì hết, mà trong khi cái ông kia ông 25 mà ông lại có triệu chứng. Mình so sánh để mình nghĩ là chắc mình có ẩn ở trong người. Cái điều đó là vô cùng vô lý, vô cùng vô lý đó. Rồi bắt đầu hết bệnh các bạn cũng lo. Hết bệnh thì các bạn sẽ lo cái gì? Lo là không biết chừng nào mới được ra ngoài, không biết mình hết bệnh á mà lỡ mình thử ra một cái mà nó còn dương á thì chắc là con người mình nó như thế nào, đúng không? Cái chính là cái người mình nó phải hết bệnh. Còn nó dương âm thì kệ mồ đó, đúng không? Tại vì trước sau nó cũng âm. Tôi nói thẳng cho các bạn, trước sau nó cũng âm đó. Có thể là 28 ngày, có thể là 14 ngày, có thể là 24 ngày, nhưng mà lúc sau á là có thể là thay đổi cái này cái kia, thay đổi cái này cái kia nha, thay đổi cái này cái kia. Và chúng ta nhớ là một lần âm thì kệ, đừng có quên đi. Lâu lâu tự nhiên nó xét nghiệm ra như thế này thế nọ. Và tôi nói cho các bạn nghe là theo tổng kết đó, rất ít cái người mà sau khi bệnh mà 28 ngày mà họ còn lây. 28 ngày là khó, rất khó vô cùng. Thành ra mình đừng có suy nghĩ một cái gì đó mà nó quá hiếm. À, đó, hết bệnh cũng sợ, cái gì cũng sợ. Thì tôi có một cái suy nghĩ như thế này, không biết là các bạn có thấy đúng không? À, ai cũng cái mặt mạnh của cái lĩnh vực của mình hết á, đúng không? Tại vì tôi tiếp xúc với người, có thể là cái người đó là rất là giỏi trong cái lĩnh vực của người ta. Người ta phân tích rất là nhanh về cái lĩnh vực của mình. Nhưng trong khi đó, cái lĩnh vực của mình nó cũng có những cái chỉ số hiếm hoi, đúng không? Nó có những cái chỉ số hiếm hoi. Thì đối với lĩnh vực của mình thấy cái hiếm hoi đó là bình thường. Lâu lâu mới có người bị vậy, lâu lâu cái tình huống mình mới lỡ tay vậy. Trong khi các bạn lại lấy cái tình huống hiếm hoi của cái đợt dịch này mà áp vô chính mình, điều đó là điều vô cùng nguy hiểm, đúng không? Cái tình huống nó rất là hiếm,
Cũng giống như trong lĩnh vực của mình có những sự cố rất là hiếm. Tại sao lúc đó mình bình tĩnh mà bây giờ cái tình huống hiếm của y khoa mình áp đặt trong đầu mình là tôi là vô cái tình huống hiếm này, tôi là vô cái tình huống hiếm này. Trong khi cái lĩnh vực của mình nói à, cái này là cái tình huống rất là hiếm, thành ra khả năng mắc nó rất là thấp. Cái gì nó cũng có rủi ro đúng không? Thì tôi nghĩ là các bạn nên sử dụng trong cái lĩnh vực của mình á, cái lĩnh vực mà mình tài năng nhất á, mình suy ra à cái hiếm này đó nó cũng giống y chang cái ông mà y khoa này nè, cái tình huống của ông á cũng y chang như cái hiếm của mình. À, y chang như cái hiếm của mình. Không có suy nghĩ gì xa hết. Thì như vậy các bạn mới bình tĩnh được. Các bạn mới bình tĩnh được. Còn nếu không thì không bao giờ các bạn bình tĩnh được hết. À, không bao giờ các bạn bình tĩnh được hết. Trong cái stress đó người ta phân tích người ta thấy nó có rất là nhiều nguyên nhân. Mà nguyên nhân nặng nề nhất là do mình tìm những cái truyền thông tiêu cực. Tìm những cái truyền thông tiêu cực. Mà nặng nề nhất. Nha. Mà truyền thông tiêu cực á, thì nó rất là dễ được thu hút và nó rất là dễ được chia sẻ. Và những cái truyền thông tích cực á, thì mình nghe thoáng qua, nó không ai in trong đầu mình. Nha. Nhưng truyền thông suy cực á, đặc biệt là khi mình đang suy nghĩ về cái vấn đề đó mà mình không thuộc cái lĩnh vực của mình, nó sẽ ập tới những cái truyền thông tiêu cực một cách càng ngày càng nhiều. Nha. Cho nên nó nói cái này từ CDC, nó nói CDC của Mỹ á, nói là hết tất cả những cái thông tin liên quan tới Covid. Khi mình đang có một cái suy nghĩ tiêu cực về Covid, cắt hết tất cả những cái thông tin đó. Nói rất là rõ mà cái điều này tôi cũng nói rất nhiều rồi, là các bạn cắt hết đi. Nha, cắt hết đi, không có suy nghĩ gì cả. Thứ hai là nó nói là liên kết với bạn bè nha, để lấy những cái thông tin tích cực. Tìm hiểu ngay những cái gì mà mình thích hồi đó giờ thì mình làm đúng cái đó, chứ đừng có coi về Covid nữa, tại vì nó đến là nó sẽ đến. Nha, chỉ cần lắng nghe cơ thể của mình thôi. Nha, lắng nghe cơ thể của mình thôi đó. Chứ còn mình nếu mình cứ như vậy hoài thì chắc chắn là không được. Và nó cũng khuyên là nếu mà cái người bạn nào mà nhắn tin cho các bạn, ví dụ mình đang hỏi thăm đúng không, mình đang hỏi thăm người bạn đó, ờ tao bị F0 rồi nha, nó trời ơi F0 là mày coi chừng á, là tao nghe nói là F0 là nó lăn đùng ra người kia hả, là cắt cái người đó, không chơi với người đó nữa. Đã. Thảo luận với một cái bác sĩ hay là một cái người mình đặt niềm tin thì cái người đó phải giúp mình nâng đỡ tinh thần, chứ không phải là nói lung tung. Đã. Dọa nhau để làm gì? Bởi vì sao? Những cái thông tin tiêu cực đó đa số là nó tỷ lệ rất là hiếm. Chứ nếu mà nó nhiều như vậy á thì con người nó không có tồn tại đâu. À, nếu mà cái dịch bệnh Covid này mà nó tới ghê gớm như vậy là không có cái chuyện như Ấn Độ đâu, nó còn ghê gớm hơn nữa. À, cho nên mình thấy cái tỷ lệ nhất định đó, thì mình phải hiểu cái đó. Đó, và người ta nói là để giảm stress đó, đó là phải quay về những cái gì mình thích. À, thích nghe nhạc thì nghe nhạc. À, thích thiền thì thiền. À, và trong đó chúng ta phải thay đổi những cái thói quen. À, thói quen ăn uống và thói quen ngủ nghỉ. À, phải tranh thủ làm sao á, mà ngủ cho đầy giấc. Nó không phải là ngủ đủ đó nha, ngủ đầy giấc. Cái giấc của mình là ngủ nó thật là sâu. À, ngủ thật là sâu. Đó, thì nó mới tốt được. Rồi thức ăn của mình á, thì nó cũng khuyên là phải ăn cho đầy đủ trái cây. À, lại đương nhiên phải tốn tiền. Rồi đừng có ăn mỡ nhiều quá, mà ăn ăn cái những cái mỡ mà mỡ cá rồi này kia đó, nó như là cái chất mỡ nhiều quá mình ăn phải thăng bằng đó. Thì đó là cái chế độ ăn, chế độ sinh hoạt, và nó cũng khuyên là phải tập luyện thể thao. Thì cái điều này tôi cũng nói với các bạn là nhiều rồi. Thứ nhất là tinh thần, thứ hai là giấc ngủ, thứ ba là năng lượng, thứ tư là nước, và cuối cùng là tập luyện đó. Cuối cùng là tập luyện. À, cuối cùng là tập luyện. Thì tất cả những cái đó các bạn phải làm thôi, không có làm sao khác được đâu. À, và người ta thấy là đa số là nó sẽ tự hết, đa số là nó tự hết. Một chút nữa tôi sẽ nói có một số người còn là do hậu Covid. À, đa số là nó tự hết đó. Và bệnh này rõ ràng người ta thường nói là 80% không có triệu chứng, 95%
là có triệu chứng mà không cần phải đi bệnh viện. 5% đi bệnh viện là có khi thở oxy thôi, còn 1% mới cần can thiệp đủ thứ hết. Thì mình là cái người một phần, mình không thể nào dễ dàng mà là cái người 1% đó được, không thể nào là 1% cho nó được, rất là hiếm. Mà nếu mình là 1% đi nữa đó thì đó là cái phần của mình phải vươn lên để mình vượt qua, mình phải vươn mới vượt nó được. Chứ còn nếu không mà mình cứ nói bây giờ tôi 1% tôi biết làm sao, tôi 1% biết làm sao, cứ suy nghĩ hoài như vậy thì nó rất là khó. Có những cái stress khác mà nó khó vượt qua hơn, đó là cơm áo gạo tiền nha, cơm áo gạo tiền. Thật sự ra thì bây giờ thì kinh tế tuy là nó cũng hạn hẹp nhưng mà nó cũng có nhiều cái nguồn giúp đỡ nha, nó cũng có nhiều nguồn giúp đỡ, thì mình cố gắng mình tìm cái nguồn đó thôi, chứ mình than thân trách phận thì chắc nó cũng không sinh ra tiền được ha, không ra tiền được. Và tôi cũng thấy may là người Việt Nam là cái tính mà để dành đó, nó cũng rất là tốt, thành tôi đó mới xài. Và người Việt Nam của mình á, chắc người nước nào cũng vậy thôi, thì cái tính sẻ chia khi mà nó có việc á, cũng rất là tốt, có những cái nguồn này nguồn kia đó, nguồn này nguồn kia để mà mình trang trải với nhau chứ không có làm sao khác được đó. Và chúng ta nhớ là mà chúng ta nhớ là lúc đầu mình cách ly 1 tháng á, mình thấy ghê lắm đúng không, rồi sau đó hết rồi quay lại cách ly cho tới hiện nay là 3 tháng rồi đúng không, 3 tháng rồi, thành phố Chính Minh 3 tháng rồi, nó nhưng mà nó cũng sẽ qua thôi, thời gian nó qua rất là nhanh, nó qua nhanh lắm. Mình cứ thư giãn mình làm việc đi, có gì xài nấy đó, có gì xài nấy. Thì tôi hy vọng là cái việc mà stress như vậy á, thì các bạn phải sử dụng cái lợi thế của mình. Nói tóm là về stress là vậy đó, cái lợi thế của mình mà mình phân tích là cái sự cố mà trong cái nghề của mình á, thì cái mình đang lo lắng trong y khoa đó nó cũng cái tỷ lệ y chang vậy thôi. Như mình làm chuyên về xây dựng đúng không, mình nói à cái sự cố này là rất là hiếm đó, cái ông mà ông kể cho mình nghe cái gì nặng nặng nó cũng y chang vậy đó. Mình cảm nhận mình đi qua, tại vì mình có cái lĩnh vực rất là giỏi mà, chẳng qua là y khoa là mình mất bình tĩnh thôi và cái lời đồn nhiều quá thôi nha. Cái nữa là các bạn sợ nữa, cái sợ gì tôi cũng quên nói, là sợ chích ngừa ha. Lúc không có đó thì đòi chích, ngày mai người ta kêu mình ra chích mình lại sợ, mình lại sợ ha. Và chúng ta biết á, thông thường á cái tâm lý của con người á là nó khoảng có 10% rất là anti vaccine, kinh khủng lắm, kinh khủng lắm, anti vaccine kinh khủng lắm. Trong đó 60% là ủng hộ vaccine, nhưng mà còn lại cái số ở giữa là nó lăn tăn, số giữa lăn tăn. Thì chúng ta biết là cái nhóm anti vaccine đó, là nó kinh khủng lắm, nó canh cái sự cố nào đó và nó phang cho cái nhóm mà còn lại, phang cho cái 30% còn lại nó xiển nhiễn luôn. Cho nên mình mà vô đó mình đọc là mình chết, nó mà đọc là mình chết, tại vì nó là sự cố mà sự cố rất là hiếm và cũng có thể không phải liên quan tới vaccine mà do cái người đó ta bệnh như vậy, thì cái nhóm anti vaccine nó sẽ hốt cái đó liền. Cho nên các bạn lên chỉ cần coi, tôi chỉ cần coi cái người đó nói chuyện thôi là tôi biết người đó có khuynh hướng nào ha. Hoặc là dọa người ta một cách tình cờ, hoặc là thuộc cái nhóm anti vaccine trà trộn vô, tròn một chết, tròn một chết, dụ mình qua bên hướng bên này ha. Thì tôi nghĩ là các bạn nên nhớ là vaccine là cái điểm then chốt nhất của chống dịch Covid bây giờ, đừng bao giờ suy nghĩ những cái khác, tôi nói thật. Mà ngay từ đầu cách đây 1 năm tôi đã nói là chết, mẹ không có vaccine là chết. Lúc đó có người nói tôi là ủa nó lây như vậy thì sao, tôi nói là thế nào lúc đó cũng thế nào, khoảng nửa năm sau á, khoảng 12 tháng sau, 12 18 tháng sau, phải sớm hơn là thế nào cũng có vaccine thôi. Rồi tôi biết mà, tại vì cái thấy cái chuyện của nó như vậy mà một virus mới như vậy đó thì nó sẽ có vaccine thôi. Đó, bây giờ có vaccine mình lại không chịu xài nên tôi không hiểu được. Nè, không hiểu được. Còn cái loại vaccine hay cái gì đó thì tôi cũng đã bàn các bạn nhiều rồi à, tùy theo cái lứa tuổi, tùy theo cái ưu tiên, tùy theo cái gì mình có, tùy theo cái chờ đợi của mình à, cố gắng cho đủ để tính tiếp à, lâu dài thì vaccine nó sẽ nhiều lắm à. Và mình đừng nghe mấy ông này nói biến chủng này biến chủng kia là chích vô không hết, được nghe 2 mũi là coi như tuyệt vời rồi.
Đấy. Cho nên á, mình chích về đó, có thể nói là hai cái vaccine mà vector virus và vaccine ARN thông tin á, nó có những cái tác dụng không mong muốn, thú vị hơn là những vaccine cổ điển. Thành ra nó hành vui lắm, hành vui lắm, nhưng mà rồi nó cũng hết thôi, rồi nó cũng hết thôi. Thành ra các bạn bình tĩnh đón nhận nó. Cái gì mà nó nhanh mà cái gì mà nó tăng nhanh đó, là nó hay hay vậy lắm, rồi nó có đúng quá thôi. Thành ra mình nhớ là cái những cái stress đó nó không đáng. Cái stress đó nó không đáng, cái stress đó nó làm cho mình rất là căng thẳng thêm. Lẽ đương nhiên là nó có cơ địa, nhưng mà có thể nói cái tỷ lệ người lo lắng về cái bệnh này nó cao hơn nhiều so với những cái bệnh khác, bởi vì nó đánh đúng vô người lớn. Thật sự đánh đúng con nít đó, thì cái lo nó khác. Ví dụ như tay chân miệng các bạn đâu có lo, tại vì các bạn vẫn đi làm ăn được, đúng không? Về thấy đứa nhỏ ẵm đi thôi. Mà bây giờ các bạn không làm ăn được, không được đi ngoài đường, là gì, là áp lực thêm về bệnh hoạn nữa. Cho nên mình phải thoát ra cái đó, thoát ra cái đó và tự điều chỉnh mình, bởi vì không có cách khác. Không có cách khác, với theo nguyên tắc là gì, xếp lại hết, không coi gì hết, cho tới khi nào mình hết bệnh luôn thì mới tính. Mà chúng tôi sẽ nói hết bệnh là sao đó, chỉ nói chuyện với người nào mà người ta thúc đẩy tinh thần mình thôi. Nếu mà người ta nói một cái tin nhắn nào đó, cắt liền, một tin nhắn tiêu cực là cắt liền. Tiêu cực là cắt, không có nói nhiều. Đó. Rồi bây giờ có người nói tôi là bây giờ em đi ra ngoài em nhìn đường em ngộp quá, em nhìn đường thấy mà nó trống vắng này kia, thì tôi nghĩ là mình phải thích ứng những cái mình suy nghĩ về những cái mà mặt lợi của nó đó. Ví dụ tôi hay suy nghĩ vậy nè, giãn cách hả, đi xe là ngon, vắng đúng không, nghề của mình đi vắng. Ủa phải ở nhà hả, trời ơi giống như thứ bảy chủ nhật, ở nhà làm những cái gì đó mình thư giãn, những cái gì đó đó, rồi mình làm cái gì đó mà mình thích, rồi thời gian nó cũng qua thôi. Cho nên các bạn đừng có, cái quan trọng nhất của mình đó là mình phù hợp với lại cái hoàn cảnh, mình nhận lại những cái tích cực trong cái hoàn cảnh đó thì các bạn mới thắng được. Chứ còn mình than thân trách phận trong cái hoàn cảnh đó là nó cũng không nên được gì. Tại vì sao? Mở cửa nó phụ thuộc mình không? Nó phụ thuộc mình. Không có cái ông nào mà ông muốn mở cửa mà ông muốn đóng cửa hoài đâu. Ông lãnh đạo nào lớn nhất ông cũng muốn mở cửa, nhưng mà nó có quá nhiều áp lực thì thành ra người ta mới từ từ. Lẽ đương nhiên có lúc đúng lúc sai, có lúc chưa phù hợp, lúc phù hợp thì mình cũng phải chịu thôi. Tôi cũng nóng lắm, tôi cũng cũng có nói là tại sao không chịu làm, thì mình nói này thôi, chứ mình đâu có thể là đòi được. Thành ra các bạn phải cố gắng thích ứng với cái mà mình đang có. Rồi nó cũng qua thôi, tất cả mọi việc cũng qua. Mà tôi nghĩ thành phố Hồ Chí Minh là có lẽ là 1 tháng 10 rồi chúng ta có thể bỏ giãn cách từ từ ha, rồi sau đó chúng ta sẽ thăm dò, và tôi nghĩ nó cũng thắng thôi nha. Thì mình coi cái mấy ông châu Âu ông đá banh, ông cũng đi đá banh đâu có gì đâu, Pháp đá ầm ầm mà có gì đâu, vô trong nó la ung sùm hết đúng không, thì cũng là vaccine và bệnh rồi hết bệnh. Nó có hai cái thôi, vaccine bệnh là mới bệnh. Thì có những cái câu hỏi của các bạn thì tôi sẽ trả lời sau nha. Thì có lẽ cái phần stress là như vậy. Nói tóm lại là các bạn phải thoát ra khỏi cái suy nghĩ về Covid, các bạn phải sử dụng hết những cái gì, những cái gì mà mình có được để mình thích ứng với lại cái câu chuyện đó. Và phải suy nghĩ là trong cái lĩnh vực y tế này, cái chuyện hiếm hoi này nó cũng rất là giống trong cái lĩnh vực mình có những sự cố hiếm hoi, rồi bỏ qua, chịu khó đi chích ngừa, chờ đợi đi chích ngừa, không chích ngừa được cũng đừng có rối, vì cuối cùng nó cũng là 5K thôi, cuối cùng nó cũng 5K thôi. Và nếu mình bệnh mà mình người trẻ, bệnh trước hết trước, rất là đơn giản, bệnh trước hết trước, không có gì suy nghĩ cả. Đó là cái phần thứ một là phần stress nè. Cái phần thứ hai là phần hậu hậu Covid. Cái phần này cũng rất là vui. Cái phần này rất là vui. Thì theo tôi á, hậu Covid triệu chứng nó khá là đa dạng. Nó khá là đa dạng, nó rất là thú vị. Nhưng tôi đã lý giải được rồi thì tôi sẽ lý giải cho các bạn biết. Nó có ba nguyên nhân. Ba nguyên nhân. Mà có cái nguyên nhân thứ hai á, là mấy ông mà ổng làm người lớn á, ổng chuyên mà làm nội khoa đó, ổng diễn đạt không có lý, không có lý.
chỉ có cái nguyên nhân một và nguyên nhân ba là ông Di Lặc đúng thôi, còn nguyên nhân thứ hai là ông Di Lặc không có lý. Tôi sẽ diễn đạt cho các bạn nghe. Còn nguyên nhân thứ nhất là từ stress mà ra, từ stress mà ra. Thì chúng ta biết là một cái người mà stress tới mức trầm cảm á, stress tới mức trầm cảm thì cái triệu chứng mà người ta mô tả y chang như bệnh đủ thứ, có thể là bệnh tim mạch, có thể là bệnh tiêu hóa, có thể là bệnh hô hấp, có thể là bệnh xương khớp, có thể là bệnh là gọi là rối loạn thần kinh, rối loạn thần kinh thực vật, hay là rối loạn thần kinh tim. Những cái câu chẩn đoán mà bác sĩ nội khoa không biết nói cái gì để cho bệnh nhân hiểu, nó không có thực thể gì cả, người ta chỉ nói này, đó là do yếu tố tinh thần. Yếu tố tinh thần à. Yếu tố tinh thần là gì? Sau khi mình bệnh xong, nguyên tắc của nó là sau khi bệnh xong nó sẽ có những cái triệu chứng đuôi của COVID. Không phải là không phải là hậu, nhưng mà cái đuôi của nó chưa hết hẳn, nhưng mà do cái đầu của mình tưởng tượng ra, nó sẽ thúc đẩy cái stress sau COVID. Còn hồi nãy tôi nói là stress trước COVID nha, stress sau COVID đó. Thì như vậy thì nó sẽ có những triệu chứng gì sau? Mà cái này á, tôi đã thấy cách đây khoảng chừng tháng rồi à, mà tôi nói cái người này là nó, em bị stress đó, em coi lại đi, nhất định không chịu. Tại vì sao? Khi mình đã bị stress rồi á, là ít khi nào mình chấp nhận cái đó là do cái đầu của mình lắm. Mình cứ nghĩ là đó là do trong cái thực thể cơ thể mình mà ra, chứ không phải là do, ví dụ nó tôi đau bụng không phải là do tôi stress đau bụng, mà tại vì tôi viêm dạ dày. Tôi tức ngực không phải là do tôi stress tôi tức ngực, mà do tôi bị tim. À, còn những người trầm cảm các bạn biết là có thể đi là đo điện tim rồi đo nội soi rồi nó tiêu hóa rồi đau khớp rồi đủ thứ mà mò hoài không ra. À, cuối cùng đi gặp ông bác sĩ mà chuyên về về bác sĩ gia đình mà giỏi, hoặc là bác sĩ về tâm thần, nói à, cái này tôi trong sách nó có nói nha. Tôi nói các bạn luôn, tôi đọc hết sách tâm thần luôn á, tại lúc trước tôi có một đứa em nó bị, tôi đọc hết luôn sách tâm thần, tôi tức đọc hết luôn. Thì mình thấy là những cái triệu chứng thực thể đó nó rất là giống một cái người trầm cảm mà tới cơn hoảng loạn. À, rần rần cái người sao tự nhiên nó nóng rần rần rần, rần lên, mà người ta tới xoa bóp nó cứ bị hoài. À, cứ bị hoài như vậy thì rõ ràng cái triệu chứng đó là liên quan tới stress. Cho nên phải xác định là có phải mình bị stress hay không. Và mình phải xác định là cái ban đầu đó là phải giảm stress nó mới hết. Chứ còn các bạn nói là không, em rất là bình tĩnh. Em rất là bình tĩnh. Không phải vậy. Lúc nào cũng nói em ban đầu bình tĩnh lắm. Đó là cái nguyên nhân đầu tiên. Các bạn cố gắng giải stress giống y chang như là cái ban đầu tôi nói. Về vấn đề là suy nghĩ khác đi, thư giãn lại đi, không nghe tin về COVID nữa. Tập thở, tập thiền, là thức ăn nó phải đủ rau, đủ trái cây. Đủ trái cây mà cũng hơi lạ nha, tôi thấy hơi lạ, là tôi không hiểu được các bạn suy nghĩ như thế nào mà gần như tất cả mọi người, những tất cả mọi người, có thể nói là tất cả thì hơi quá, mà đa số mọi người sau khi bệnh và sau khi chích ngừa không dám ăn cái gì hết. Cái gì cũng hỏi hết. Cái gì cũng hỏi hết. Em ăn cái này được không? Em có kiêng cái này không? Nhà em có cái này ăn được không? Thì tôi không hiểu được. Tại vì hồi xưa mình bệnh cả mình cũng ăn tờ lơ, mà tại sao bây giờ COVID mình... Đó cũng là do truyền thông. Các bạn do truyền thông. Các bạn sợ là ăn cái gì nó cũng trúng. Nhưng đó nó hết sức vô lý. Có người tôi nói xong, chụp gửi cho tôi cái hình. Cả nhà em ăn cháo gà nè bác. Liên quan cháo gà. Lúc đó mới được ăn. Lúc đó mới chịu ăn. Trong khi mấy bữa trước không dám ăn. Có một người hết bệnh ngồi nha, uống một hai lon bia cũng sợ. Đúng không? Bữa cơm hơi thịnh soạn một chút mình cũng sợ là sao? Tại sao? Tại sao phải sợ như vậy? Thì chứng tỏ là do cái stress trong đầu mình thôi. Thì nguyên nhân ban đầu của hậu COVID tỷ lệ chiếm rất cao. Đó là stress. Thì các bạn thử suy nghĩ đi. Tức ngực quá, thở khó quá, ho túc tắc này cái kia nọ. Nguyên nhân thứ hai. Nhân thứ hai đó là mấy người nội khoa ta không biết. Và cái nguyên nhân thứ hai này nè, nó có thể kéo dài từ một tháng cho tới ba tháng. Và người ta nghiên cứu, người ta thấy một tháng tới ba tháng là nó hết, gần như đa số là nó hết, hết sạch hết. Và chúng ta nhớ nha, không có cái này một tháng tới ba tháng là cái người trẻ cũng bị luôn, chứ không phải người già có thể bị nhiều hơn thôi, nhưng mà người trẻ cũng bị luôn.
đàn ông cũng bị mà đàn bà cũng bị, chứ không phải là riêng gì là cái người yếu bị đâu. Nè, thì cái đó đó tôi kể cho các bạn hai cái câu chuyện, hai cái câu chuyện của hai cái bệnh. Mà các bạn nhớ lại đi, các bạn sẽ thấy nó rất là kinh khủng. Ông bà mình có kể cái chuyện bệnh thương hàn không? Nếu các bạn mà đọc lại ông bà xưa của mình á, nói là cảm mạo thương hàn là nó suy sụp kinh khủng lắm. Nhưng mà hồi đó không có truyền thông, không có truyền thông. Tóc thì rụng, người thì sụp cân, người thì sụp cân kinh khủng lắm. Đó là bởi vì sao? Là nó cần huy động tất cả các năng lượng để nó chống lại cái con vi khuẩn đó, nó tạo năng lượng để nó tạo ra một cái hệ thống miễn dịch để mai mốt cái con vi khuẩn đó tới nó sẽ đẩy ra. Bởi vì những người mà bị thương hàn á, bị lần đầu tiên nó kinh lắm. Nè, cái nhóm thứ hai các bạn có con nhỏ thì các bạn biết, là cái đứa nhỏ bị sởi, nó rất là kinh khủng. Bởi vì sao? Nếu mà đứa nhỏ nó bị cảm, nó cảm tới cảm lui, cảm tới cảm lui, cảm tới cảm lui, đúng không, thì nó biết được cái con virus này rồi, cho nên nó đâu có cần năng lượng nữa, nó đâu cần năng lượng luôn, mà nó đẩy con virus này ra rồi, nó tạo kháng thể để mà chống lại con virus này. Thì bệnh sởi là con virus đầu tiên nó thấy, giật nhỏ te tua luôn. Thì chúng ta biết là cái đứa bệnh sởi hồi xưa ông bà mình á mà sai lầm á, là sau đó thành ban khỉ luôn. Mà thì mình thì có thể tưởng tượng được không, một cái người, một đứa bé bị sởi không, nó thành như là con khỉ luôn. Bởi vì nó năng lượng nó mất rất là nhiều, năng lượng nó mất vô cùng nhiều, thì hỏi làm sao mà nó không xúc được, và cái năng lượng đi đâu? Năng lượng đó chủ yếu là nó hình thành những cái miễn dịch để mà nó tạo ra miễn dịch, nó tạo ra một cái khối lượng kháng thể nhất định, bởi vì con virus này rất là mới. Và thậm chí là nó kéo dài đứa nhỏ lì lịch 3 tháng trời. Mình xét về miễn dịch đó, thì đứa nhỏ nó cũng yếu hơn người ta cả năm trời. Và xét về miễn dịch luôn á, xét về dinh dưỡng á, có những đứa nhỏ, tại vì nhỏ hồi xưa mình làm sai, mình làm sai, mình cắt bắt nó kiêng ăn, thành ra có đứa là nó suy dinh dưỡng còi cọc luôn, không cao được luôn. Cho nên chính vì vậy người ta mới chế ra vaccine sởi. Chứ còn thật sự ra sởi nó không không có vấn đề gì mà không tử vong thì người ta chế làm gì, người ta tế làm gì. Đó thì cái nhóm như vậy, mình thấy COVID nó cũng vậy thôi, nó sẽ sử dụng năng lượng rất là nhiều, cho nên nó phải có một cái thời gian hồi phục, thời gian hồi phục. Cái nhóm thứ ba là cái nhóm này tỷ lệ thấp, rất là thấp, là nó bị thiệt, bị thiệt, và triệu chứng cũng rất là giống nhau, có thể là tức ngực, có thể nặng ngực, có thể là ho, có thể là đau bụng, có thể là đi đứng không nổi, có thể là mệt mỏi vô cùng, không có thấy có sức nữa, không thấy có sức nữa, và không có thể suy nghĩ được, suy nghĩ cái gì nó cũng không tập trung được, máu lên não nó thiếu mà. Thì cái nhóm cuối cùng này á, thì được mấy cái nhà khoa học người ta giải thích là do cái phản ứng miễn dịch sau khi mà mình hết COVID rồi, hết COVID rồi, đó nó còn lại cái phản ứng viêm, từ từ nó tiêu đi, từ từ nó tiêu đi. Và chúng ta nhớ nha, tất cả cái tình huống hậu COVID nghĩa là không còn virus nha, không còn virus, chứ đừng có nói là còn virus nha. Nó chỉ còn cái kháng nguyên của nó đi vòng vòng đâu đó là mình đang đẩy ra, hoặc là phản ứng kháng nguyên kháng thể của mình nó hơi mạnh chút, là nó cứ sờ quần hoài, từ từ nó mới đẩy ra. Thì cái nhóm đó đó thì nó rất là hiếm, rất là hiếm. Cũng có thể là sau này thì nó có thể xảy ra là một số cái bệnh lý mà giống như là mình lớn tuổi mình bị, ví dụ là bệnh về tim mạch, bệnh về tiểu đường, bệnh về thận đồ này kia kia nọ, thì giống như là mình lớn tuổi thôi, giống mình lớn tuổi thôi, và rất là hiếm. Thành ra các bạn đừng có bàn về hậu COVID tới cái mức mà ghê gớm. Cái đó là của những nhà khoa học, người ta ở không, người ta nghiên cứu. Như vậy thì khi mà mình bị hậu COVID mình làm cái gì, đúng không? Khi hậu COVID là gì? Thứ nhất á, nếu mình ho khó thở, mà cũng có thể nó hơi lạ nha, đang phơi phới vậy đó, nhưng mà tự nhiên sau đó mà nó ho 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 tức 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 cực, thì mình làm cái gì? Nếu nó ho thì mình đo liền SpO2 để chứng minh là cái gì đi nữa, nếu mà ho mà nặng đi nữa là nó phải thiếu oxy, nó phải thiếu oxy, đúng không?
đó, nó phải thiếu hút mày đó. Cái thứ hai là mình đã từng bị cảm mà sau đó nó ho, đúng không? Tức ngực mạch không có đều thì nó cũng rất là bình thường, có khả năng là về năng lượng, và thường thường cái đó nó cũng hành mình vài ngày cho tới 4 tuần, nhưng mà nó không có làm mình tới cái mức mà nằm liệt địa, không có cái đó. À, cũng có thể là mình không có leo lầu được, mình không có leo lầu được, nhưng mà từ từ mới leo lầu được, lo cái gì mà mình tập thể dục. Có người nói tôi giật mình luôn á, em hả bác, em mới chạy 5 cây số thử có em có mệt không, trời ơi, chạy dây chi, mình cứ từ từ mình làm, từ từ mình làm chứ có gì đâu. À, đó, mình có thể đau bụng thì mình cứ chữa như đau bụng bình thường. Có hai cái làm người ta lo đó, hai cái làm người ta, ba cái và hai cái thứ nhất á là tại sao mình không tập trung được. À, mình suy nghĩ mình không tập trung được, mình không có lanh lẹ như hồi xưa. Cái thứ hai là sao tức ngực quá, sao tức ngực quá, tim nó không có đều. À, cái thứ ba là thở nó hơi ngột. À, thì ba cái đó mình mới lo thôi, còn tất cả những cái khác mình vẫn sinh hoạt bình thường mà lo cái gì. À, vẫn sinh hoạt bình thường mà lo cái gì, chỉ cần tẩm bổ lên. À, đặc biệt là những cái vi chất á, mình thiếu á, mình phải ăn trở lại. À, uống trở lại, uống bù vô. À, uống bù vô thì nó cũng sẽ hết thôi, tại vì trong sách người ta nói rất là rõ tất cả những cái triệu chứng này đều sẽ hết, có người thì vài ngày, có người thì 4 tuần, có người thì 12 tuần, y chang như cái thời gian mình hồi phục lại của một cái đứa bệnh sởi nặng, nó phải 3 tháng sau nó mới hồi phục, y chang của người thương hàn hồi xưa là 3 tháng sau nó mới hồi phục, nó năng lượng mà đó. Thì vậy thì mình làm gì, nếu mình tức ngực mà nó chịu được thì từ từ nó hết, tập thở, tập thiền. À, nếu nó ho mà mình không khó thở, mình cứ tập thở, tập thiền. Các bạn đừng có cố gắng thử xem là cái phổi mình có bị cái gì hay không, đừng có cố gắng coi là tim mình có bị cái gì hay không, tại cái đó mình cố gắng mình không bao giờ biết được, mình không bao giờ biết được. Còn nếu bạn có điều kiện thì các bạn cứ đi làm mấy việc như tôi nói ha. Một, thử máu coi nó có thiếu thiếu chất sắt không ha, thiếu máu thiếu sắt không, tại dinh dưỡng nó xuống cái đó. Thứ hai, các bạn có thể đo điện tim. À, thứ ba, các bạn có thể siêu âm tim. Thứ tư, các bạn có thể chụp hình phổi. À, làm mấy cái đó không, nhưng mà cần mới làm nha, chứ không phải a thần phù ai cũng kéo đi làm cái gì. Tại mình thấy mình bớt từ từ thì từ từ nó bớt nha, từ từ nó bớt đó. Bây giờ mình làm xong mình nhớ nha. Đi làm phải làm đàng hoàng, phải kiếm cái chỗ nào á mà tin tưởng. À, cái thứ hai, mình làm xong mình về á, mình đọc mình thấy nó bình thường thì thôi, còn bất thường là phải đi kiếm cái ông khác hỏi nữa, tại vì nó cũng a thần phù lắm. Ví dụ cái phổi mình đang bình thường, cái ông này cũng nhìn nhìn ông nói là mờ đấy đấy tôi đối gì đó, rồi mặt xanh lè luôn ha. Hoặc là tôi có bị hỏi rồi siêu âm tim nó em bị hở van 1/4, 1/4 là cái đinh gì, 1/4 là bình thường đó. Người ta có thời giờ đâu, người ta giải thích mình đó 1/4 chích mồ vậy là mình bị cái tim rồi. À, nhịp nhanh xoang nó cũng bình thường, nhịp nhanh xoang thì nó nhịp nhanh thôi đó. Cho nên những cái câu chuyện mà khi mình đi khám về mình cũng phải hết sức bình tĩnh, hết sức bình tĩnh, bởi vì nó nói rất là rõ là 12 tuần là nhiều nhất thôi, và sau đó rất hiếm cái người, à, rất hiếm cái người mà cần phải điều trị lâu dài đó. Và điều trị lâu dài đó nó cũng là một cái bệnh mãn tính nào đó mà lớn lên mình cũng có bị thôi. Giống như tôi có ba cái bệnh mãn tính, một là huyết áp ngày nào cũng uống 2 lần, bị suyễn nhẹ ngày nào cũng uống thuốc ngừa. À, lâu lâu nổi mề đay kệ mồ nó vậy thôi, đúng không? Thì cái gì bây giờ thì đó. Cho nên các bạn thì thấy nó là rất bình thường, tại vì nếu như là mình có cái tình huống đó thì nó cũng không có gì lạ cả. Cũng như chúng ta đi mà chúng ta bị cảm xong chúng ta bị như vậy, hoặc là sau khi mình bị nhiễm trùng xong mình cũng bị một vài cái bệnh như vậy thì nó từ từ nó hết. Cho nên đừng có lo lắng lắm về cái hậu Covid nha, bởi vì nó nói rồi đa số là tự khỏi, có người ít có người nhiều, thành ra mình sẵn sàng mình đáp nhận nó. Còn cái nữa, một số người lo lắng á, là nó không ngủ được, nó không ngủ được. Thứ hai là cái tư duy của mình nè nó không bằng người ta, thì cái đó mình có thể uống thuốc bổ nè, có thể uống thuốc ngủ không gì hết nha. Trên trên thế gian này đó thì thiếu gì người mất ngủ, đúng không? Mất ngủ thì từ từ nó ngủ. À, theo tôi thì các bạn có thể uống thuốc ngủ thông thường,
À, có thể uống thuốc ngủ thông thường, hoặc là các bạn cứ lấy cái thuốc sổ mũi mà uống. Thuốc sổ mũi á, Lofenay á, con nít thì nó uống nó không ngủ, nhưng mà người lớn uống ngủ kinh lắm. Hoặc là lấy cái siro con nít mà là cái loại Tylenol nó uống cho mà ngủ. À, thuốc ngủ thảo dược. Có một số tình huống có một cơ địa rất là đặc biệt, à, tự nhiên là loạn thần, nhưng mà tỷ lệ hiếm lắm, tỷ lệ hiếm lắm. À, thì cái đó các bạn có thể tìm bác sĩ tâm thần để mà uống những cái loại thuốc đó và thời gian ngắn hạn thôi nha. Thành ra mình thấy một người đó hơi ngơ ngơ ngơ, hơi ít thiếu tập trung, mình cứ nghĩ người ta là mắc bị tâm thần. À, tôi thì trong cái group của tôi là có 40 mấy ngàn người á, thì lẽ đương nhiên trong đó không có cái phải là cái người, và cái những người nhắn tin có thể hơn hơn cái mức đó, nhưng mà không phải tất cả mọi người đó đều là COVID. À, mà cũng có thể một cái người gọi điện thoại cho tôi là trong nhà có 3 4 người bị COVID. À, thành ra cái số nó tràn qua tràn lại. Thì tôi nói thật với các bạn, tôi chỉ biết được 5 người là có vấn đề loạn thần thôi. À, còn lại nó chỉ là những cái vớ vẩn. À, cho nên các bạn đừng có nghe cái tin gì tôi mới được nhận một cái video là đừng có gì gọi là gì, đừng có âm tính, đừng có tưởng là an toàn, 50 mấy% là ảnh hưởng tới tâm thần. Nghe cái đó coi như bỏ, đừng xem, đừng có xem, đúng không? Làm sao mà nhiều như vậy được đó. Nhưng mà người ta cũng hơi tưng tửng rất là nhiều, không có COVID người ta tưng tửng rất là nhiều. Bắn tin với các bạn đi vô bây giờ, cái bác sĩ mà làm ăn được nhất là bác sĩ tâm thần trước COVID luôn nha. Rối loạn giấc ngủ, trầm cảm ở cái tuổi nào đó, trầm cảm từ cái bệnh nào đó, thì rất là nhiều. Tại sao mình thấy cái này là tự nhiên mình hoảng lên? Cho nên cái người mà đang bị như vậy cộng thêm cái người thân mà hoảng loạn nữa thì nó sẽ tăng thêm cái mức độ hoảng loạn. À, cái khó nhất theo tôi nghĩ hậu COVID chính là cái triệu chứng mang cái tính trầm cảm. Nhưng nếu mình chấp nhận nó, tôi thấy rất là lạ là cái người trầm cảm không bao giờ họ chịu, họ trầm cảm lắm. Nếu họ chịu thì chữa rất là dễ, chữa rất là dễ, còn không bao giờ họ chịu. Tại vì sao, nói mày bị điên mà tự nhiên người ta không chịu, người ta điên. À, mà trầm cảm nó phải là điên, nó điên cái gì đó. Cho nên mình thấy là có những cái mà làm cho mình quá sức là bi quan. À, thành ra nói tóm lại cái stress đó là do tự mình nghĩ ra là chính thôi. À, cái lỗi đó nhiều khi không phải của mình, nhưng mà lỗi đó là lỗi của truyền thông. À, mình cũng có một phần, và cái quy luật của nó là cái tin tiêu cực đó, nó ngấm vào đầu rất là nhanh, bởi vì bản chất của mình cũng thích cái gì đó, mang tính bạo lực một chút, mang tính hot một chút, cho nên mình hấp thu cái tính tiêu cực vô cơ thể mình mà nó ảnh hưởng tới mình nó dễ hơn. Chứ còn tôi đâu thích cái gì vui, tôi thích cái gì vui, tôi là mở lên là có 2 cái tôi coi thôi, 3 cái, một là hài, hai là thể thao, ba là tin tức, mà tin tức về thế giới á, chứ còn tin tức Việt Nam thì mình đọc báo biết rồi đó, vậy thôi. Còn COVID thì kệ bỏ, COVID thì tôi chỉ nghe là tôi nghe cái gì là tôi sợ là, à, nếu mà cái này nó lọt ra ngoài là dân người ta lo dữ lắm, thì tôi điều chỉnh giùm thôi. À, đó, cho nên mình phải điều chỉnh lại cái của mình để mà mình thích ứng với lại cái hiện có để mà mình giảm stress. À, thì như vậy thì nói tóm lại cái stress này nó cũng không phải là vấn đề, mà do bản thân mình là chính. À, cái hậu COVID nó cũng phải vấn đề, bởi vì nó là tất yếu. Những cái gì mà mình có thể phòng được á thì mình mới suy nghĩ về nó nhiều, đúng không? Và mình kiếm cách mình phòng. Thì hậu COVID có 3 chuyện. À, một là thực thể rất là hiếm, đi khám bệnh chữa tiếp. Hai là dinh dưỡng. À, mất năng lượng nhiều quá bù dinh dưỡng lại. Ba là stress, thì phải giữ một cái stress đó thôi, thành ra hậu COVID nó cũng là bình thường. Còn cái chuyện mà cái nhà khoa học người ta muốn nghiên cứu thêm, người ta muốn thảo luận cái gì, người ta thảo luận cái nhóm của họ, mà đừng có vô mình nghe. Có việc đâu phải nghe. Tôi cũng nghe 1 2 buổi, tôi nói cái này đúng là thiên địa mù mù, chưa có cái gì rõ ràng hết. Nhưng mà khi tôi đọc xong xuôi rồi đó nha, tôi đọc xong xuôi rồi tôi biết là, à, cái này hồi nhỏ mình học bệnh sởi mình thấy rồi, hồi nhỏ mình học bài thương hà mình thấy rồi, chứ không có cái gì hết đó. Tại vì tôi là dân làm nhiễm mà, từ nhỏ mà đó, cho nên nó như vậy. Thì tôi nghĩ là chúng ta cố gắng làm sao để vượt qua. Trong sách nó nói cũng mắc cười lắm, nó nói là ngừa cái này bằng cách gì, ngừa cái hậu COVID bằng cách gì, nó còn câu nhất à,
Ngừa là bằng cách ngừa, tại vì không bị thì không bị covid, hoặc là bị nhẹ thì khó bị covid hơn, tại mình có chích ngừa rồi, cái miễn dịch của mình nó có rồi, nó cũng như không. À, đó cuối cùng là như vậy thôi, đó, cuối cùng là vậy thôi. Bây giờ tôi sẽ trả lời mấy câu hỏi. Các bạn mà đi hỏi tôi về mấy cái bệnh lão khoa đó là tôi chịu chết. À, tôi bắt đầu học lão khoa đó tại hồi như có lần tôi nói với các bạn là tôi về hưu á là tôi không thích bệnh nhiễm nữa, tại vì học nhiều nó cũng mệt. Tôi thích về tâm lý, đặc biệt là tâm lý trẻ em và bệnh lão khoa. À, tại tôi thấy cái này cũng nhiều người quá, nhiều người bị quá, nhưng mà không biết là có đủ thời gian không. Cho nên bây giờ bạn hỏi tôi là vì tiền tiểu đường nhưng 2 năm nay không dùng thuốc, ở kỳ Covid thì loạn rồi đường ban đêm, thì các bạn thì tiền tiền tiểu đường thì các bạn phải đi khám ha. Tiền tiểu đường thường thường nó là do chế độ ăn, điều chỉnh cho tôi ăn là nó hết tiền tiểu đường ha. Và đặc biệt cái tuổi của mình á thì chắc chắn là nó có tiền tiểu đường á, cái tuổi nào đó. Cho nên nếu mà mình thấy là ngủ thì 5 5.6 là sáng thì 8.8 á, thì các bạn đi khám lại thôi ha, đi khám lại thôi. Và cũng có thể là phải chỉnh chế độ ăn. Bởi vì tiểu đường nó quan trọng là mình phải uống thuốc cho đều thôi nha. Chích Moderna 45 ngày rồi mà thiếu thuốc. Thì bây giờ đã nói rồi, các bạn phải kiếm cái Pfizer ha. Cái Pfizer đó. Mà nó cũng rất là một điều rất là thú vị nha. Cái mũi một của Moderna nó dữ lắm. Nó tốt lắm. Tôi thấy rất là nhiều bà cụ mà chích được một mũi Moderna mà bệnh mà không ăn thua gì bà đó. À, tại vì cái mũi một nó nhanh lắm, nó lên nhanh lắm. À, chứ còn 2 mũi thì tất cả các nhóm nó bằng nhau hết, nhưng mà mũi một cái thằng Moderna là số 1 á. Thành ra bây giờ mình cố gắng mình giữ ha, thì có thể mình chích trộn, mình chích thế Moderna bằng Pfizer được. À, Pfizer được. F0 lành bệnh, trường hợp tái nhiễm sẽ cách thế bao lâu đó? Bởi vì nói tái nhiễm là một cái mà bị stress sau khi hết bệnh, mà hồi nãy tôi quên, tôi không nhắc, tôi có ghi bên đây mà tôi không có nói, là một cái stress đúng không? Tại vì bây giờ nè, cái bệnh Covid này á nó không phải là mới, nó có 5 nay rồi đúng không, mà trước kia trên thế giới á là nó nói tái dữ lắm, bây giờ nó không có bàn nữa, nó không có bàn nữa. Mà Việt Nam mình hồi xưa đó cũng lấy ra xét nghiệm đúng không, các bạn có nhớ không, đúng không, cái đứa nhỏ nó bị thả ra một cái tự nhiên xét nghiệm nó dương tính, gom lại một mớ F1 tiếp, nhưng mà thử hoài mấy ông F1 không bị bệnh. À, rồi sau đó cấy không được tại vì PCR nó thấp quá, có những cứ cấy không ra thì cũng nói à cái này sát virus. Cho nên các bạn đừng cứ nghe bị dọa là tái nhiễm. Cái thứ hai là có tình huống các bạn sợ tái nhiễm là cái kiểu này nè, bây giờ mình phết ở đây đúng không, phết mũi bên này âm tính, 2 3 ngày sau phết lại tự nhiên nó dương tính, cái mình nói ủa bữa trước âm á là bữa nay dương là tái, không phải, tại bữa trước mình phết nó không ra chứ không phải là phết nó ra, tại vì phết mà có sự tình cờ mà đúng không. Hoặc là mình mới xúc miệng nước muối thì hay là mới xỉ mũi lấy gì nó ra, lúc đó nồng độ nó thấp mà. Cho nên các bạn nói là bây giờ tôi 2 ngày nay tôi phết không ra, cái ngày thứ ba tôi phết ra có nghĩa là tôi tái, không phải. Mà ngay cả các nhà quản lý cũng hốt người ta đi, vô lý vô cùng, tôi không hiểu được tái cái gì. Cho nên đừng đừng các bạn tái nhiễm gì đây đó. À, mà thậm chí có nhiều người không có triệu chứng cũng bị hốt đi nữa, tự nhiên sự xét nghiệm lại. Và thậm chí là thử ra PCR nó tới 30 mấy 40 mà cũng ngồi bàn đau đầu không hiểu được. À, người ta đã hiểu thì nó rất là nhiều rồi, nên các bạn đừng có chuyện tái nhiễm những. À, sẵn đây tôi nói luôn, sẵn đây mà cái câu chuyện này tôi nói cách đây 1 2 tháng rồi nha. Tôi nói là cái chủng Delta này nè, đừng có phết mũi nữa, trong cái nước miếng mà dưới cái lưỡi mình á là nó nhiều nhất á. Bây giờ mới có bài báo nó nói nước miếng nhiều hơn là phết mũi đó. Trong khi mình cứ đối ngày mình đè ra mình tọt 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 trong đây đúng không, đặc biệt là con nít nữa, nít mình cứ tọt tọt này hoài, thế giới người ta xài nước miếng à, nha. Nhưng mà đó là lỗi của nhà sản xuất đó, nhà sản xuất anh phải bỏ tiền ra anh nghiên cứu chứ, để nói à cái của tôi là phết nước miếng được rồi, không cần phết mũi nữa, không chịu làm nghiên cứu cứ đè ra như vậy thôi, đó là tính thức độc quyền, mình cứ thọt thọt mũi hoài. Thành ra tôi nói nước miếng này nhiều lắm, cái đây tôi nói 2 tháng rồi. Sáng báo này có đứa học trò nó gửi lên, nó thầy ơi em mới đọc bài báo này hay quá trời luôn, nó là nước miếng nhiều hơn là phết mũi họng, cái này tôi nói cách đây 2 tháng rồi mà cũng có thằng cãi nữa. À, bây giờ nó như vậy.
À, thành ra tôi nghĩ là mai mốt cũng bớt đi, bớt bớt mũi đi. Bác ơi, hỏi ngừa bệnh. Ngừa bệnh là chỉ có chích ngừa thôi nha, chứ không có ăn uống gì mà ngừa, uống cái gì mà ngừa được bệnh đâu. Đã âm tính 2 tuần mà bị chọt mũi hoài, đâm ra nhức đầu, viêm xoang. Thì chúng ta nhớ là cũng có một số người rất là lạ, là tự nhiên hồi xưa giờ á, gửi cho tôi á, câu hỏi là hồi xưa tới giờ em bị viêm xoang, như vậy thì em mới vừa chích ngừa xong hay là em mới bị Covid xong em viêm xoang uống thuốc được không? Trời đất ơi, nó cũng bình thường mà, tại sao các bạn lại quá sợ hãi cái Covid như vậy? Mình hết bệnh thì thôi, mình trở về như bình thường đi. Hồi xưa bị cái gì mình uống cái nấy, đúng không? Bởi vì uống cái nấy tại sao mình lại sợ? Cho nên nếu mình nghĩ là mình có viêm xoang thì mình cứ đi khám bệnh, mình chữa xoang đi. Mới đâu mình suy nghĩ là F0, F0 cái gì nữa. Ha? Còn chọt mũi á, theo tôi á, cái này nó cũng hơi kỳ, nhưng mà tôi chỉ cho cái chiêu là các bạn chịu khó đi mua cái que mà que xịn á. Que xịn á. Nó như nó còn trăm mấy chục ngàn cái à. Ê, trăm mấy chục đồng á. Ngàn mấy chứ quên. Đúng rồi. Nó có máy que, ngàn mấy cái que ra. Tôi có chục cái để nhà. Tôi bữa trước là chung cư cũng kêu thử, tại vì tôi mới thử cho mình vậy nhưng vẫn tuân thủ, tôi thử à. Thì tôi lấy cái que của tôi, que tôi mềm thọc vô. Tôi tự thọc, tôi tự thử. Chứ còn cái que mà ở ngoài cái số đông á là nó cứng lắm. Mà cái que đó đúng ra quẹt nước miếng ở dưới lưỡi là ngon. À, thành ra mình cứ cứ làm như vậy thì nó sẽ không có phải đau nhiều à. Nhưng mà hy vọng là mai mốt á thì nó không có kêu thử nữa. À, cái này nè, về nhà ớn ớn lạnh lạnh nè, mồ hôi gáy nó đổ ra à, nó chạy dần dần xuống dưới á, nó chạy tưng 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 ớn ớn gai 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 á. Cái này nó cũng hay lắm á, cái này cái người mà chích ngừa nó cũng có nữa, chứng tỏ là cái protein gai là nó làm ra cái chuyện này à. Thì theo tôi các bạn cứ đừng có để tới nó à. Tôi thì hay chỉ là uống magie B6 hay là canxi gì đó à. Còn nó đau nhiều tôi uống giảm đau đó. Rồi mình có thể dùng cái máy sấy á, cái máy sấy tóc á, theo đông y thì mình sấy với cái huyệt á à, cái mấy cái vụ mà hậu covid này là đông y số 1 à, sửa 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 vào đó. Đó rồi lẽ đương nhiên là cái người kế bên á, cái người nhà kế bên á thì đừng có rối lên à, nó trời sao mày bị cái này, sao mày bị nặng lắm á, cái này có rồi mày bị nặng để tao có. Rồi cuối cùng cái người đó bắt đầu càng ngày nó càng stress lên à. Thành ra còn mình hành quá mình không ngủ á, thì mình cứ đi uống một cái viên thuốc nào đó để mình ngủ, thuốc sổ mũi cũng được à, vài bữa nữa hết. Tiêm Verocell mũi 2 tiêm khác được không? Theo tôi là được, người ta không cho trộn nhưng mà các bạn theo tôi là các bạn cứ trộn không có gì hết, tại vì nó cũng làm miễn dịch thôi. Bây giờ mình 2 mũi nó quan trọng mà. Bị suyễn béo phì 100 kg, em muốn được chích ngừa cho con, nhưng mà vấn đề là cái tuổi nè, cái tuổi của nó, nếu mà cái tuổi nó có thì mình phải chích ngừa, chứ còn cái tuổi nó không có thuốc đâu chích nè, thuốc đâu chích. Bữa trước tôi nói là cái chuyện mà chích ngừa cái thuốc Cuba đó có mấy người dậy nảy lên, nhưng mà rồi các bạn sẽ hiểu là tại sao tôi nói câu đó. Bởi vì không có cái cách để giải thích. Trong lịch sử của chích ngừa đó là tôi biết nhiều thứ lắm, nhưng mà có lúc tôi mới nói, lúc tôi mới nói cái này là lúc nó cái, tại vì sao cái độ phủ chích ngừa nó rất là quan trọng nha, cho nên các bạn nếu mà nó bé đó, thì mình phải chờ thôi nha, chứ mình không có được cái đó được. Thành ra bây giờ cũng cố gắng tập cho nó giảm cân đi. Có chích 2 mũi Astra nếu bị nhiễm thì có sao không? Có những người không chích mũi nào mà người ta bị nhiễm người ta cũng chả sao, đúng không? Theo kinh nghiệm của tôi thấy được á, là trong bệnh viện Nhi Đồng và trong một số bệnh viện khác mà tôi biết thì đa số những người chích 2 mũi không có bị gì cả, nhiều nhất là sổ mũi, ho chút rất là mau hết. Có những đứa chích ngừa xong CT của nó mười mấy á, mặt ai cũng xanh lè hết, tôi nói mười mấy cái lãng thua gì đâu, tại cái con Delta nó là như vậy, cuối cùng hết, về hết, về hết. Tôi chưa thấy cái, cho nên bây giờ các bạn nhớ nha, mình đừng bao giờ lấy một trường hợp đặc biệt
mà mình áp vô cho mình, đúng không? Mình nghe người ta nói có cái ông đó chích hai mũi rồi mà ông vẫn nặng, thì đó là xác suất rất là thấp. Xác suất rất là thấp. Thì tại sao mình nói là bây giờ mình là thuộc cái nhóm xác suất đó? Không lẽ giờ mình nói là tôi đi ra đường lúc nào cũng bị tai nạn giao thông? Không phải vậy. Nên là các ông đừng có nghe một cái trường hợp cá thể, mình áp vô cho con mình, áp vô cho bản thân mình, áp vô cho người nhà mình, bởi vì nó là xác suất thấp. Tôi hay nói là bây giờ bình thường mình đi ngoài đường như vậy đó nha, nhưng mà trong khoa nhiễm của tôi á, là cũng như đứa bị nhiễm rất là nặng. Không phải bệnh nhiễm Covid ha, nó cũng bị viêm màng não rất là nặng. Không lẽ bây giờ đứa nào cũng viêm màng não, đúng không? Có những đứa chích ngừa rồi nó cũng bị nặng, có những đứa thấy nó phây phây vậy mà nó cũng bị nặng. Nhưng vấn đề là cái tỷ lệ, và khi mình phát hiện sớm thì mình chữa được đó. Cho nên đừng có hỏi là chích hai mũi thì sao, nhiễm nó tan tốt. Theo tôi mà các bạn mà chích hai mũi á, mà các bạn bị là các bạn mừng, là tại vì mình từ tôi theo tôi nó có thì giống như là thẻ máy bay, thẻ lên máy bay vậy đó ha. Cái ông mà chích hai mũi bây giờ ta đang cho thẻ vàng đúng không, thẻ vàng đúng không, thì cái ông mà chích một mũi mà mắc bệnh á, hoặc là cái ông mắc bệnh á, là thẻ kim cương. Mà cái ông mà chích ngừa rồi á mà mắc bệnh á, là ông là thẻ bạch kim đó. Các bạn phải hình dung gì đây, đúng không? Chích hai mũi ta cấp cho cái thẻ vàng, đúng không? Chích một mũi hay là hai mũi mắc bệnh là nó lên thẻ bạch kim luôn đó, đó chứ không phải là thẻ vàng không đâu. Cái ông mà bệnh rồi á là ông còn hơn thẻ vàng nữa. À, thưa bác, vợ con tiêm hai mũi, mũi hai ngày 2 tháng 9 test ra dương tính. À, cái chuyện mà cách ly không cách ly đó là tùy theo vùng, nó tùy theo vùng, tùy theo địa phương. Nhưng theo tôi, bệnh ở nhà là sướng nhất. Bệnh Covid ở nhà là sướng nhất. Ngoại trừ trường hợp mình cần thở oxy mà nhà mình không có thì mình phải đi nha. Tất cả những triệu chứng khác ở nhà là sướng nhất. Bởi vì ở nhà tinh thần nó tốt, dinh dưỡng nó tốt. Lúc bệnh Covid không có biểu hiện gì nhiều, nhưng sau khi hết bệnh lại mệt mỏi không muốn ăn, mệt hơn lúc bệnh. Đúng, đúng, cái này đúng, cái này đúng, cái này trong sách nó có nói ha. Lúc bệnh á triệu chứng rất là nhẹ, triệu chứng rất là nhẹ, tại lúc đó nó chưa cần năng lượng để mà nó quy động, nó tạo ra ra kháng nguyên kháng thể đâu ha. Sau đó bắt đầu nó cần ha. Mà nó cần mà mình bị một triệu chứng nhẹ sau khi mình bị Covid, mình tưởng tượng rất là xa. Tôi không hiểu tại sao người ta lại như vậy. Ví dụ như là trong lúc mình bệnh, mình sốt nha, mình không hề ho, đúng không? Mình không hề ho, nhưng bắt đầu mình hết bệnh, thử xét nghiệm dương tính, thử xét nghiệm âm tính rồi, mình hơi ho vài tiếng là mình tưởng tượng rất là xa. Tôi không hiểu tại sao. Trong khi hồi xưa mình bị cảm, mình không xét nghiệm gì hết, mình cũng không biết trong người mình biết virus chưa, tại mình biết chắc chắn nó hết. Nhưng mình ho mình nói, à cái này sau cảm tôi bị ho, đằng này vừa mới sau cảm tôi bị ho, là cực kỳ nguy hiểm, là suy nghĩ lung tung. Cái thứ hai là bây giờ mình bệnh xong đúng không, mình uống thuốc riết mà cái miệng mình nó lỡ mình ăn không được, cái mình bắt đầu mình tưởng tượng là cái này nó tấn công vô cái gì đó, ruột gan gì đó mà bây giờ nó không cho mình ăn, mà mình không ăn thì đương nhiên mệt hơn rồi. Cho nên cái đó các bạn chỉ cần làm gì, làm ba chuyện thôi. Một, đo SpO2 không có gì nha. Hai, đo huyết áp vô không có gì nha. Ba, có cái miệng mình có bị nóng đỏ gì không, để mình ăn rau trái cây đồ vô, uống nước vô cho nó bớt. Rồi nếu mà không có ba cái đó, từ từ mà nó hết. Ha, từ từ mà nó hết. Đó. Chứ đừng có suy nghĩ quá trời quá đất. Ha. À mà cái con Covid này với lại cái vaccine Covid này nó hay lắm. Hay lắm. Nhiều cái đứa có người mô tả cho tôi nghe là xong em chích ngừa vô xong Pfizer xong em cứ sổ mũi hoài, dễ sổ mũi lắm, dễ nhảy mũi lắm. Hồi xưa không có vậy. Rồi riết rồi nó nói em sợ em bị mà em âm tính qua, nó có bị gì đâu. Thì rõ ràng là cái vector virus đó và cái mRNA đó, nghĩa là RNA thông tin đó, mà cái vaccine kiểu đó nó kích cái khả năng mà miễn dịch đó, thành ra có một số người nó dưỡng nhiều hơn. À, nhưng mà rồi nó cũng hết thôi. À, thành ra kể nó, cái tế bào gai nó vậy, từ từ nó hết. Hít mũi lên nó nghẹt, làm cho mình thở mệt. Hỉ mũi ra nó không nghẹt. Hít
Đúng rồi, đừng cố gắng hết quá ha. Tất cả những cái biện pháp mà chúng ta chữa nghẹt mũi hồi xưa tới giờ nó đều chữa được COVID hết ha. Nó có những loại cái cây hít vô ha, dầu xịt vô ha, là xông mũi ha, rồi nhỏ mũi, rồi uống thuốc sổ mũi, các bạn cứ hình dung lại làm y chang hồi xưa. Đừng có nói là cái con COVID này rất đặc biệt, phải chỉ cho tôi một cái phương pháp nào đó đặc biệt để tôi hít sổ mũi, không có cái đó. Không có đó, không có chiêu đó à, thành ra cố gắng làm như vậy thôi. Cho nên mình nghẹt mũi như vậy đó là phải nhỏ mũi những cái thuốc mà co mạch, tại mình người lớn mà đâu có sợ gì đâu à, sau này nó cũng chế những cái thuốc co mạch mà nó rất là hiệu quả, xài cho con nít luôn đó. Và đừng, và nhớ nha, đã là 2 3 tháng là đừng có quên cái vụ COVID đi. Mất ngủ, uống thuốc ngủ vẫn không ngủ được à, thì các bạn đừng có cố gắng suy nghĩ về cái mất ngủ đó à, làm cái gì nó quên đi thì nó mới ngủ được. Còn tôi nói các bạn nghe, thuốc ngủ á thì nó cũng tùy loại. Có những loại thuốc ngủ tôi chỉ cho uống mà ngủ ngủ ngất ngư luôn chứ, nhưng mà không cần thiết. Các bạn có thể lấy cái thuốc con nít mà nó sổ mũi, thuốc ho của con nít á, nó buồn ngủ lắm. Có bầu chích vaccine Trung Quốc, theo tôi thì có bầu các bạn cũng phải nên chích vaccine nha. Nhà con bố mẹ chồng bị dương tính, con thì âm tính nhưng có bớ nhỏ 3 tháng thì có lưu ý gì không? Theo tôi 3 tháng nó bị nó cũng không có gì đâu. Tôi không nghĩ là con nít bị nặng à, con nít mà nó bị nặng á là cái đứa đó bệnh gì nó cũng nặng chứ không phải COVID. Cho nên mình thấy bố mẹ chồng dương tính ha, bố mẹ chồng dương tính mà mình âm tính thì coi chừng mình dương tính mình lây cho người ta, chứ không chắc là mình chưa bị lây đâu ha, nhiều khi bị đầu tiên ha, thì thành ra mình cũng giữ cái khoảng cách giống như là trong sách vở người ta nói thôi ha, cách ly ra. Còn đừng có suy nghĩ về đứa nhỏ làm gì, theo tôi các bạn không suy nghĩ đứa nhỏ làm gì, còn nít. Bác sĩ cho em hỏi tiêm ngừa não Nhật Bản bị xẹp mất một lá phổi, bây giờ có nên tiêm ngừa không bác? Đâu có tiêm ngừa viêm não Nhật Bản làm sao mà xẹp một lá phổi được, nó bị viêm phổi nó mới xẹp chứ nha. Thành ra cái người mà bị cái phổi mà yếu như vậy nó cũng phải nên chích ngừa. Hai tuổi rưỡi ở với ông nội. Ông nội bị Covid 2 ngày sốt rồi khỏe, giờ em rước bé về. Không thì chắc chắn là đứa nhỏ nó có thể bị lây đó nha. Ha, có thể bị lây đó. Thì mình phải bảo đảm làm sao mà nó âm tính. Còn nếu các bạn đã chích ngừa rồi á, 2 mũi á, thì thôi mang nó về chăm đi. Bởi vì trước sau thì mình cũng phải hòa nhập thôi. Ha. Tai biến 6 năm hiện nay đặt đặt tim mạch. Thì tôi cái này tôi cũng nói rồi ha. Nên chích ngừa cho người này ha. Mỹ Dung Nguyễn nè, nên chích ngừa, tại vì chích ngừa cho những người này là quan trọng hơn á. Theo tôi á, là tôi chích ngừa cho mấy người này trước chứ không phải tôi chích ngừa cho công nhân đâu, chích ngừa mấy trước. Nhưng mà nói những người này chích ngừa hơi khó, có người nói bây giờ mấy anh trẻ chích trước này tao coi coi nó có bị sao không rồi tao mới tới tao. Giống như là trong bệnh viện Nhi Đồng á, tôi nói là để tôi chích trước cho, tôi chích trước cho rồi mấy anh bay coi đi, rồi mấy anh bay nó chích. Bệnh xong mà ói với lạnh á là cái đó bị stress, hoặc là do mình uống thuốc nhiều quá đó. Cái hồi mà mình bị bệnh F0 mình uống thuốc nhiều quá đó, nó đau dạ dày. Dịch vụ xét nghiệm cái gì mà thuộc về con nít á là các bạn vô cái trang hỏi bác sĩ Nhi Đồng nha, hỏi tôi trả lời cho. Giờ khó khăn mà gặp
Tôi không hiểu. Những cái câu nói mà những cái câu hỏi mà về 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 bệnh mãn tính mà chích ngừa thì tôi không trả lời nha, các bạn đi chích ngừa đi, khuyên người nhà đi chích ngừa đi. Sau khỏi Covid cử động như hụt hơi, đau nhói tim tầm 2-3 giây thì khỏi. Đó, cái này hồi nãy tôi kể rồi ha, nó tức 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 ngực vậy đó. Thì thường thường có người vài ngày, có người 4 tuần ha. Đó, mình lo lắng quá thì mình tập thở ha, nó không ảnh hưởng nhiều thì mình tạm quên nó đi. À, tôi ví dụ gì nha, tôi ví dụ gì nha. Bình thường á, trước khi mà có bệnh Covid hoặc là trước khi chích ngừa Covid thì nhiều khi mình mỏi cái ngón tay này nè, mình nghĩ ngay là à chắc là mình chơi vi tính nhiều quá, à, sách gì nặng mà nó đau. Nhưng mà khi bị cái đó không bao giờ mình suy nghĩ như vậy, rất là lạ. Mình nói là cái này của con vít nó hành mình, cái tay mình đau, cái tay mình nó mỏi. Hoặc là mình có những lúc bình thường mình mất ngủ nha, mình cứ nghĩ là ủa hình như là bữa nay mình coi cái phim gì nó căng thẳng quá mình ngủ không được, hay là mình coi một cái bệnh mình bị người ta quấy giấc á, mình ngủ không được. Bây giờ mình mới quýt mình cũng nghĩ ủa kỳ ta, vậy là Covid nó hành mình rồi, thì đó nó không đúng. Càng ngày như vậy thì các bạn càng suy nghĩ thêm rồi hả, các bạn cứ quên cái chuyện Covid đó đi à, nó tức ngực hả. À, bây giờ tôi chờ tôi hít thở coi sao, đừng có nghĩ tới Covid nữa, thì từ từ nó mới hết. Hết F0 mà vẫn còn đau họng thì theo tôi có hai nguyên nhân xảy ra. Một là mình ăn khô quá, à, nước không đủ à, theo tôi bạn uống nước đủ, ăn cái loại mà da ua đó là mát 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 đó. Ăn vô à, ăn rau nhiều lên, uống nước nhiều lên à. Trường hợp mà nó còn đau á thì có khả năng là sau khi cảm mình bị viêm họng thêm à, thì mình cố gắng mình làm cái chuyện đó. Đúng là mất ngủ là một vấn đề lớn à, mất ngủ trong cái Covid nó một vấn đề lớn. Ngay từ đầu tôi nói là rất nhiều người than mất ngủ, nhưng mà trong cái gói thuốc á, trong cái gói thuốc A thuốc B đó, nó không có thuốc ngủ tại thuốc ngủ đâu có thể xài được à, thành ra tôi khuyên các bạn là cứ đi mua cái viên loperamide hay là uống đại nó một cái, một muỗng rưỡi cà phê Tetralen cho nó ngủ cho rồi đi à. Tôi là một chuyên gia khó ngủ, khi tôi đi công tác là lúc nào tôi cũng có trong 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 cái túi công tác của mình là có hai, một tối là phải hai cái viên thuốc Mimosa à, tại vì mình không ngủ được, sáng mình không có làm việc được à, cứ uống thôi rồi về nhà mình ngủ bình thường. Từ lúc phát bệnh tới 28 ngày thì đa số là an toàn à, sau 28 ngày đa số là an toàn. 2 tháng rồi nè mà vẫn cứ nặng ngực nè, thấy không, nghẹt mũi nè, khó chịu nè. Đó, nó nghẹt nghẹt làm cho mình giống như thở mệt vậy đó, làm cho mình rất là lo sợ. Điều đó đúng, sợ lắm. Tôi có một đứa nhỏ nó điện thoại cho tôi tại vì thông thường á, thì có nhiều người điện thoại tôi, lúc đó tôi nghỉ ngơi á, tôi không nghe, hoặc là tôi đang như nãy giờ là 3-4 cuộc rồi, tôi đang nói chuyện hay là tôi đang trả lời là tôi không nghe được. Thì tôi nghe nó nói trời, con tưởng là bác không nghe chứ, nó tả hả tỉ tê nhiều thứ lắm, con nằm xuống thế này con ngồi xuống thế kia. Nó thôi bây giờ khuyên nó không được, nó nói thôi để con đi khám bệnh bác, mà con đi khám bệnh xong á là con sẽ kể cho bác nghe. Chiều xuống nó kể, nó con làm hết rồi, con làm hết rồi bác ơi, con làm người ta đầu tiên con vô con tính chụp hình phổi thôi, nhưng mà bác sĩ nó thôi làm tim cho con luôn, làm hết con không thấy cái gì hết, không thấy cái gì hết là tự nhiên nó hết, đúng không? Thì cái này bây giờ mình có thể đi chụp cái hình phổi thế thôi, thấy phổi tôi không có gì nha, hoặc là đo SpO2 không có gì nha. Thì cái lo triệu chứng hậu Covid thì từ từ nó mới hết ha, mà mình càng suy nghĩ về nó thì càng khó hết ha, nhiều khi nó hết hồi nào mình không hay đó, thành ra cứ vui tươi mà sống, hết hết bệnh là mừng rồi ha. Còn mấy cái đó hậu Covid thì từ từ nó lui ha. Còn nghẹt mũi thì mình nhỏ mũi ha. Hồi hộp đánh trống ngực nó y chang vậy đó. Vừa tiêm về bị nhiễm có sao không, mình cứ coi như là một cái mũi đó là nó cũng phụ mình chút ít thôi à. Đúng rồi, các bạn lên đọc cái bài ghim á, tôi nó ghim gần hết đó đó, mấy chợ tiêm rồi có vẻ là hiện tại F1, F2, F3 có thể trở thành F0, không F nào cũng là nguy hiểm
Đúng rồi, cứ 5K thôi. Lo cái F bây giờ hết rồi. F1, F2 gì cái những cái tỉnh khác thôi cho thành phố Hồ Chí Minh. Viêm bàng quang uống thuốc nam thì cứ chích ngừa bình thường thôi chứ. Thôi nhìn chung là những câu hỏi này đó thì nó cũng loanh quanh mấy cái đấy thôi nha. Và tôi cũng nhắc luôn các bạn là cái comment của các bạn ở trong trong cái những cái mà tôi nói trên Facebook á thì bạn đừng có hỏi nhiều, các bạn cứ lên trên trên cái bài game đó các bạn hỏi và bạn coi ha. Còn nếu không thì nhắn tin cho tôi ha. Tại vì tôi rất ít trả lời trong cái bình luận đó, tại nó nhiều lắm, nhiều lắm, nhiều cái cả ngàn cái. Làm sao mà coi? Tôi chỉ coi tôi biết là à thì ra là cái vấn đề này nè có rất là nhiều người hỏi. Đó là tôi sẽ đưa lên bài game. Còn nếu không các bạn gấp, các bạn cứ nhắn tin qua cái Messenger đó thì tôi sẽ coi cái thói quen, tôi coi cái đó trước. Xong rồi tôi coi cái tin nhắn đang chờ ha. Xong rồi tôi rảnh tôi mới coi qua cái trang hỏi bác sĩ Nhi Đồng. Xong cái hỏi qua cái trang Trương Vũ Khanh chuyên hỏi về về Covid ha, tôi cố gắng tôi trả lời hết gối đầu á. Đó, còn có gì gấp thì cứ cứ Messenger mà hỏi. Đó chứ còn tôi cũng không biết làm sao, chứ còn các bạn mà hỏi trong cái comment nó hỏi tại sao cái ông Khanh này không ít trả lời trên đó lắm. Tại vì trả lời cho nó chậm lắm. Ha, trả lời kia thì có để sẵn mấy câu hỏi rồi. Ha. Bác ơi 1 tháng 10 đi cắt tóc đi. Bữa trước có cái đứa đàn em ở dưới Sóc Trăng nó anh thầy thầy cho thầy cắt tóc đi, mai mốt rồi. Tôi là thói quen để tóc dài, không phải là để tóc dài đâu, mà tại vì tôi ít cắt tóc đó. Để cắt tóc nó mất công, mà tôi xưa giờ tôi không ra tiệm. Ở nhà hồi xưa là đứa em gái nó cắt nha, sau này có bà xã cắt. Còn hồi xưa tôi đi học tự tôi cắt, tôi nắm rồi cắt luôn nha. Thành ra mỗi lần cắt rất là cao, sau đó để nó thật là dài cắt, thành ra năm cắt chắc cũng ít lần thôi chứ không cắt nhiều. Rồi nhìn chung như vậy ha, thì nói tóm lại á, rất là hy vọng là chúng ta đừng có lăn tăn về cái chuyện stress. Chỉ có chúng ta mới giải quyết được cái stress của bản thân mình cho cái mùa Covid này thôi. Đó là cái gì? Đừng có tiếp xúc với truyền thông nhiều về Covid trong bất cứ tình huống nào, chưa mắc bệnh, sắp mắc bệnh, đang xét nghiệm, đang hết bệnh. Ha, chuẩn bị chích ngừa xong đừng có tiếp xúc nhiều. Nếu các bạn muốn hỏi thì bạn cứ nhắn tin hỏi tôi sẵn sàng trả lời. Chứ còn các bạn mà tự đi tìm á là các bạn sẽ hoảng loạn. Đó, cố gắng cái đó. Thứ hai, cái hậu Covid đó là chuyện nó có đến thì nó cũng sẽ đi. Nè, nó có đến thì cũng đi, người ta đã thống kê rồi, nó cũng sẽ đi. Tỷ lệ rất thấp là nó hành mình nhiều, tại thấy đa số là khoảng 4 tuần nó hết. Và đại đa số là khoảng tuần đầu tiên là nó hết à, thì mình nghĩ như vậy á, thì mình thấy khi nó hết mình không hay à, còn tỷ lệ rất là thấp nó có thể kéo dài tới 12 tuần. Bởi vì sao? Cái sức của mình phải dồn lại để bù đắp lại những cái mà một cái con tác nhân bệnh hoàn toàn mới nó tấn công là nó như vậy à. Sụt cân 50 kg là chuyện bình thường, rụng tóc là chuyện bình thường đó, thành là tẩm bổ lại à, đặc biệt nó thiếu những cái vi chất khi mà nó cần trong miễn dịch mấy cái vitamin và vi chất thì mình bù lại đó. Còn nếu thật sự nó có Covid đi nữa thì các bạn cũng không thay đổi được tình thế, hậu Covid đi nữa nó không thay đổi được tình thế, thì nó hết thì nó sẽ hết. Còn sau này nó có cái gì thì mình cứ đi khám bệnh thôi, chứ có gì đâu mà phải suy nghĩ là chừng nào nó hết. Bởi vì đương nhiên đa số nó hết mà, đúng không? Chỉ có cái tinh thần của mình, cái dinh dưỡng của mình, cái tập luyện của mình thì nó mới hết nhanh thôi. Chứ còn không, bạn không thể nào ngồi than mà nó hết nhanh được, mà càng than nó càng lâu hết. Rồi như vậy là hết nha, rồi chào mọi người, nay là hơi dài.